Ông hậu ơi, toan rồi ông hậu ơi. Sao thế bà cay? Chuyện là vlog 1977 vừa mới mất hết 5 video triệu view của họ rồi. Thế biết tại sao không? Lý do thì cũng chưa biết tại sao nữa. Bởi vậy chúng ta hãy cùng nhau điểm qua bản tin 2 News ngày hôm nay để biết rõ hơn nha. Huawei lộ thế hệ chipset mới, Galaxy Fold 2 sẽ có màn hình siêu mỏng, Apple thực hiện cuộc cách mạng camera trên iPhone, kênh 1977 Vlog mất toàn bộ video, huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ xuất hiện tại thi động. Mới đây thì Qualcomm đã phát triển hai dòng chip cho những chiếc smartphone của họ vào năm sau có tên gọi là Snapdragon 865 và Snapdragon 765, và dĩ nhiên là không để thua kém đối thủ khi mà Huawei đang có thông tin là đang chuẩn bị phát triển một dòng chip thế hệ tiếp theo. Được biết thì mới đây một tài khoản trên Twitter vừa tiết lộ thế hệ chip mới trên những chiếc flagship của Huawei. Thế hệ chip mới này trên những chiếc flagship của Huawei sẽ có tên là Kirin 1020. Trước đó thì dư luận cũng đã được đồn đoán rằng là Huawei sẽ cho ra mắt chip Kirin 820 nhằm là thay thế các loại chip tầm trung hiện tại của hãng. Tài khoản Twitter này cho biết thêm nhiều khả năng là Kirin 1020 sẽ được sản xuất trên tiến trình là 5 nanomet và được tích hợp CPU ARM Cortex A77 mới nhất. Điều này sẽ giúp cho Kirin 1020 tăng 50% hiệu năng so với con chip Kirin 990 trước đó. Nhiều khả năng là Kirin 1020 chỉ có phiên bản 5G mà không có phiên bản 4G. Tài khoản này cũng tiết lộ thêm là Huawei sẽ sử dụng chip mới này cho chiếc điện thoại là Mate 40 sẽ được sản xuất vào giữa năm sau. Samsung đang gấp rút sản xuất những chiếc điện thoại màn hình gập của họ và dự kiến là vào năm sau thì hãng sẽ xuất xưởng từ 5 đến 6 triệu chiếc điện thoại Samsung Galaxy Fold 2 với màn hình là siêu mỏng. Cụ thể là Samsung đã nộp 3 bằng sáng chế liên quan đến một loại màn hình smartphone hoàn toàn mới. Loại màn hình này sẽ có tên mới được gọi là UTG, Ultra Thin Glass, với độ dày chưa đến 100 micromet. Loại kính này sẽ mỏng đến mức có thể uốn cong mà không bị vỡ. Ngoài ra thì nó còn khả năng chống trầy xước tốt hơn nhiều mà không cần thêm một lớp bảo vệ nào ở trên cùng. Điều này sẽ khắc phục được một trong những vấn đề hiện tại của dòng Galaxy Fold là màn hình bằng nhựa thường dễ chảy xước. Tuy nhiên thì chi phí sản xuất sẽ bị đẩy lên khá cao. Theo Let's Go Digital thì cũng nhấn mạnh Samsung đang hợp tác với Dohu Exis, một trong những nhà sản xuất loại kính này tốt nhất trên thế giới. Samsung đã đầu tư hơn 10 triệu USD cho nhà máy mới của Dohu tại Việt Nam để mà đẩy mạnh sản xuất. Mới đây thì Apple đã mua lại một công ty startup tại Anh có tên là SpectralX, và hiện tại thì công ty này đang phát triển một công nghệ mới hứa hẹn sẽ đem lại một cuộc cách mạng cho camera trên iPhone trong tương lai. Các nhà sáng lập của SpectralX đang phát triển một công nghệ nhiếp ảnh thuật toán có thể pha trộn dữ liệu hình ảnh từ một ống kính tiêu chuẩn với một ống kính hồng ngoại IR để nâng cấp chất lượng hình ảnh. Chúng ta có thể nhìn thấy những gì mà công ty đang thực hiện sẽ tạo ra khác biệt như thế nào khi mà chụp ảnh. Trong khi các nhà sản xuất smartphone đang chạy đua phát triển công nghệ camera thì cũng dễ hiểu khi mà Apple muốn thâu tóm những công ty nhỏ chuyên về công nghệ nhiếp ảnh. Với công nghệ này thì những chiếc iPhone trong tương lai hứa hẹn sẽ có một cuộc cách mạng về camera. Tuy nhiên thì Apple không chính thức xác nhận việc đưa công nghệ của SpectralX lên iPhone. Nếu thực sự muốn làm điều này thì có lẽ là Apple sẽ phải trang bị thêm một ống kính hồng ngoại IR đặc biệt cho những chiếc iPhone trong tương lai. Điều đó sẽ khiến những chiếc iPhone sắp tới sẽ có 4 hoặc 5 camera sau. Toan rồi ông giáo ạ. Đó là những câu mà fan của kênh Vlog 1977 đang nghĩ bây giờ, bởi vì hiện tại cả 5 video triệu view của kênh đã bị biến mất khỏi YouTube mà không hề có lý do nào vào chiều tối ngày hôm qua. Theo chủ kênh YouTube triệu view này cho biết thì những video này không rõ vì sao bị YouTube ẩn, có lẽ là do lỗi hệ thống. Tuy vậy thì tôi nghĩ các video của kênh vẫn còn bởi tổng lượt xem không bị mất. Hiện thì người dùng khi mà truy cập vào kênh YouTube 1977 Vlog sẽ nhận được thông báo là kênh này không còn video nào. Bên cạnh đó thì những liên kết video đã được chia sẻ trước đó cũng không còn thể dùng. Khi truy cập vào các liên kết cũ, YouTube sẽ báo là video này đã bị xóa bởi người đăng. Kênh YouTube 1977 Vlog nổi lên từ tháng 8 như một hiện tượng mới với những nội dung chủ yếu lấy từ những tác phẩm văn học nổi tiếng của năm cao và lồng ghép cốt truyện của vũ trụ điện ảnh Marvel. Với nội dung hài hước, thời sự, 1977 Vlog còn thu hút bởi chất làm phim đen trắng, lồng tiếng chậm rãi cổ điển. Như câu nói trong video bắt trend của giới trẻ tại hành trào lưu nổi bật, hiện thì kênh 1977 Vlog thuộc sự quản lý của MCN Method, VTX hiện chưa xác định được nguyên nhân vì sao video bị khóa. Tại SEA Games 30 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã khiến cho hàng triệu con tim Việt Nam chúng ta vỡ òa trong sung sướng khi mà đội tuyển bóng đá nam Việt Nam chúng ta giành được chức vô địch tại SEA Games sau 60 năm. Và mới đây thì thầy Park đã xuất hiện tại một cửa hàng thế di động, và các bạn có thắc mắc là tại sao thầy lại xuất hiện ở đây không? Hãy coi tiếp tin này nhé.
Theo đó thì Park bất ngờ xuất hiện tại thi động số 38, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để dán màn hình và mua ốp lưng điện thoại. Trong hình ảnh thì thầy Park mặc một chiếc áo phông quen thuộc, trên ngực trái in lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam. Các quản lý và nhân viên tại siêu thị dễ dàng nhận ra thầy huấn luyện viên Park Hang-seo và hai cầu thủ là Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh nên dừng chụp ảnh lưu niệm. Nhìn vào chiếc smartphone đang cầm trên tay nữ nhân viên đang dán màn hình thì có một lỗ khoét hoặc là một nứt ở chính giữa viền trên màn hình, trong khi viền hai bên có vẻ hơi cong. Vì vậy nên là Kay đoán đây có thể là một chiếc Galaxy Note 10. Và nếu đây đúng là một chiếc Note 10 thì chúng ta cũng không có gì là bất ngờ, bởi vì nó có thể giúp thầy Park ghi chú nhanh, lưu lại những điều cần nhớ hoặc là thậm chí sẽ vẽ sơ đồ bàn chiến thuật ngay trên máy cùng với chiếc bút S Pen. Đó là ý kiến của Kay thôi, còn các bạn thử đoán xem thử là chiếc điện thoại mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang dán màn hình là dòng nào nhé. Hãy để lại bình luận bên dưới video. Và như vậy thì tới đây bản tin Thai News ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Và các bạn cũng đừng quên là nhấn like, share cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Đọc các bạn nhé. Và cũng đừng quên là theo dõi bản tin Thai News vào lúc 7 giờ tối hàng ngày cùng với Kay. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn.